cái lượng này sơ mà lượng đàn lắm đó. Cái lượng này sơ mà dùng hàng của nó còn biết đàn là nó mới bị góc ăn nè. Cái con các bạn thấy ở phía trước khu vực chợ Đông Ba sáng ngày hôm nay như thế nào? Đây là hướng chạy lên cầu Gia Rồi. Hãy lời mọi người đang thay kính, sửa kính lại. Còn đây là cửa hàng Hoàng Đức. Đây là cái dãy hàng ở trước chợ. Trong là cho họ lượm được ba để người trả lại cho họ một tồi đấy thì mất là mất ít nhưng mất cũng kiếm kề đấy nên đường cũng là phải thay bất ngôi đường còn đường hải lơi có ở đường hải lơi mới thấy được ăn đường hải lơi á mấy loại đường đi đường đó đi lên chứ đấy là chỉ có người bị thương cái này bị thương. Bị thương là kính nó văng đụng người á. Rồi đài TNT cũng đang quay phỏng vấn một cái tiệm kính ở bên cạnh Hồng Đăng. Đang phỏng vấn ở bên trong. Đang thay gương đây. À đang thay gương đâu hả? À thái lời đâu? Tên là tạm chỉ được bây giờ mới được. Dạ. Đồ hộ. Mới hết. Đây, đây, có uống, cái kêu từ chữ uống bê, bắt mê đây, chắc cái này. Đây. Dạ. Chị súng mà, mày dám vô vậy? Vô là có liều. Đi trả cho rồi, vẫn đừng buồn. Dạ. Mắng hòa rồi. Dạ. Đây đài mình đang quay nha mọi người. Đây khu vực ở phía trước chỗ cửa hàng Thái Lợi. Hàng vàng Thái Lợi. Rồi bà con đang bàn tán về vấn đề nha. Đây là một cái quán ốc ở trước chợ Đồng Ba này. Và bón trái cây sầu riêng. Đây là cửa hàng Thái Lợi này, tiền hiệu ở trên không có bật lên làm phóng sự. Cập nhật cái tình hình của cơ quan điều tra để xem lời khai của người cướp tiệm vàng, thì thật sự rất là nhiều người chưa hiểu cái nguyên nhân, chưa hiểu cái ý đồ mục đích của người cướp tiệm vàng như thế nào. Thấy thì vứt ra đường, phát ra đường như vậy thôi, chứ còn
cũng chưa hiểu được cái mục đích cụ thể rõ ràng như thế nào. Đấy, đây là khu vực trước tiền sảnh của chợ Đông Ba này nha. Tiền sảnh của chợ Đông Ba. Vẫn còn láo nháo, vẫn còn rất là nhiều người chụp 3, chụp 7 kể về câu chuyện. Thậm chí nhiều người vẫn chưa quên được cái sự bàng hoàng khi chứng kiến cái sự việc trưa ngày hôm qua. Lại có rất nhiều thằng ốc ngon các bạn. Cây chợ Đông Ba, không biết cái khu chợ khác như thế nào, nhưng chợ Đông Ba thì ở phía giải trước rất là nhiều hàng vàng các bạn nha. Hàng Ngọc Phước, hàng Trà Phương Mai, hàng Di Mông, vân vân. Bên đây là cầu Gia Hội, cầu Gia Hội. Cổng ra phía sau đường Trưng Dương này nha. Trưng Dương. Mình chạy vòng xuống phía dưới cầu Gia Hội. Cầu Gia Hội. Đây, khu vực dưới cầu Gia Hội. Và vòng qua đường Trần Hưng Đạo lại mọi người này. Đoạn đây là thuộc đoạn Trần Hưng Đạo này. Cho mình mời mọi người ghé ăn bún mắm đêm của OB Mê Trai. Quán mắm đêm của OB Mê Trai thì nằm đường Phan Đăng Lưu, số 1 Phan Đăng Lưu luôn cả nhà. Đường đây thì đường giữa một chiều thôi, không chạy lại ra bao được. Mê Trai. Đường đây mình không thấy OB Mê Trai đâu. Chiều qua thì ở đây rất là đông luôn mọi người. Cái trục đường Trần Hưng Đạo hướng bên chợ Đông Ba hay là hướng phía đối diện rất là đông.